nhận định bất động sản khu vực triệu sơn thanh hóa đây là một huyện đồng bằng của khu vực bất động sản thanh hóa và các khu vực đồng bằng ấy, thì long thấy đa số là sẽ được ưu tiên phát triển về các khu công nghiệp bởi vì các doanh nghiệp sẽ rất là thích về các khu vực đồng bằng bởi vì giải tỏa mặt bằng nó sẽ dễ hơn và cái nguồn nhân công lao động của thanh hóa thì mọi người biết là hình dung là cái lượng lao động trẻ của thanh hóa đáp ứng đủ cái tiêu chí về nhu cầu của các cái doanh nghiệp họ muốn về làm trong cái chủ đề video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích và nhận định xem bất động sản khu vực triệu sơn có những cái điều gì mà chúng ta nếu như nhà đầu tư nào ấy, mà đang tìm hiểu bất động sản khu vực triệu sơn hay tổng quan về những cái thông tin về bất động sản khu vực thanh hóa có thể xem hết cái video này của long để làm sao mà chúng ta đưa ra được những cái góc nhìn những cái nhu cầu khác nhau về các cái huyện khác nhau bởi vì bản thân long thì đang cố gắng làm sao làm những cái huyện của thanh hóa để khi mà anh chị nhà đầu tư ấy, mình tìm các cái bất động sản khu vực huyện nào thì mình sẽ nắm được tổng quan về vị trí về mặt bằng giá về cái định hướng phát phát triển của huyện đó để giúp cho nhà đầu tư khi mà lựa chọn thị trường mình có những cái góc nhìn đúng đắn và đưa ra được những quyết định tốt phù hợp với nhu cầu tiêu chí của mỗi người những cái nội dung chính ngày hôm nay thì long sẽ chia sẻ cho mọi người thứ nhất là về vị trí của khu vực huyện triệu sơn thanh hóa thứ hai đó chính là về định hướng phát triển của triệu sơn từ giờ đến 2030 và thứ ba là mặt bằng giá thứ tư đó chính là về vấn đề các cái hướng đi cho nhà đầu tư thì đầu tiên là về vị trí của khu vực triệu sơn ấy, thì long thấy là triệu sơn thuộc cái vùng đô thị cái vùng đô thị là, là vùng hai của thanh hóa thanh hóa sẽ có định hướng phát triển năm cái vùng đô thị khác nhau thì vùng hai sẽ bao gồm các cái khu vực như là thọ xuân này các khu vực như là yên định này thiệu hóa triệu sơn và thường xuân Thế các khu vực này thì vùng hai trọng tâm thì vẫn là thị xã thọ xuân và khu vực thọ xuân lại giáp ngay với cả khu vực triệu sơn thế nên khi mà mọi người muốn đi từ khu vực sân bay sao vàng ấy muốn về khu vực thành phố Thanh Hóa hay là muốn về khu vực gọi là uh, Sầm Sơn để du lịch ấy, thì bắt buộc mọi người phải đi qua một tuyến đường là quốc lộ 47 đi qua một khu vực đó chính là khu vực huyện Triệu Sơn đây là các bản đồ hành chính của Thanh Hóa ấy, thì mọi người hình dung là khu vực huyện Triệu Sơn này là con sỏ chuột của Long này thì giáp với cả khu vực Thọ Xuân muốn mà hạ chân xuống sân bay sau vàng ấy, thì mọi người sẽ đi theo quốc lộ 47 mình sẽ đi qua Triệu Sơn đi qua Đông Sơn và đi về trung tâm thành phố Thanh Hóa và đi theo Uh, ven qua thành phố Thanh Hóa là sẽ đến khu vực là biển Sầm Sơn để mình du lịch. Thế sau này cái lượng khách quốc tế họ sẽ hạ chân xuống khu vực sân bay Thọ Xuân sẽ đi qua khu vực Triệu Sơn. Thì Long thấy rằng là <laughs> Triệu Sơn là một cái địa hình đồng bằng. Tuy nhiên rằng về phát triển khu công nghiệp của Triệu Sơn ấy, thì lại không mạnh lắm. Thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người về cái định hướng phát triển khu vực Triệu Sơn. Định hướng phát triển của Triệu Sơn ấy, từ giờ đến 2030 ấy, thì sẽ phát triển mạnh về đô thị. Long đánh giá là phát triển mạnh về đô thị hơn là về phát triển theo cứ hướng là khu công nghiệp thì phát triển sẽ có gồm ba cái đô thị thứ nhất là về đô thị gốm này đô thị sim và khu vực thị trấn triệu sơn nếu như bạn đang xem video này của long ấy, thì long có một cái cộng đồng nhà đầu tư thanh hóa thì long sẽ để dưới phần mô tả của video thì trong cái cộng đồng nhà đầu tư của long ấy, thì long sẽ chia sẻ những cái thông tin mới nhất về thị trường thanh hóa sẽ giải đáp ở những cái thắc mắc cho nhà đầu tư cùng kết nối và tạo ra một cộng đồng nhà đầu tư càng nhiều những cái giá trị hơn cho nhà đầu tư khi mà tìm hiểu thị trường đầu tư bất động sản ở thanh hóa một cách an toàn và hiệu quả nhất mọi người hãy ấn cùng tham gia cộng đồng group zalo và facebook để kết nối cùng long Hẹn gặp mọi người ở trong cộng đồng nhà đầu tư cùng Long. Nơi thì Long sẽ bật cho mọi người xem về các bản đồ quy hoạch, ấy. các cái chỉ màu, các cái chỉ giới màu xanh, ấy, thì là thuộc khu vực huyện triệu sơn, thanh hóa. Thì khi mà mọi người zoom to cái bản đồ quy hoạch lên, ấy, thì mọi người sẽ thấy sẽ có ba cái khu vực đô thị hóa của triệu sơn. Thứ nhất đó chính là về khu vực gọi là thị trấn, thị trấn triệu sơn. Khu vực này thì gần như là tốc độ đô thị hóa sẽ được ưu tiên và tập trung nhiều nhất và dân cư quanh khu vực này. Ấy, thì xíu Long sẽ chia sẻ mặt bằng, bằng giá cho cho anh chị nhà đầu tư để mình hiểu được khu vực là thị trấn triệu sơn này. Thì gần như khu vực này đều là, là đất ODT và khu vực này thì được quy hoạch rất là bài bản về ô bàn cờ trên này là trung tâm thị trấn triệu sơn còn khu vực dưới này là khu vực đô thị gốm thì hai khu vực này sẽ được tập trung ưu tiên phát triển và kéo khu vực dân cư về đây bởi vì các khu vực này gần như là tiện ích đã có sẵn rồi và khu vực ba khu vực này và thêm một khu vực nữa là khu vực dưới này đó là khu vực thị trấn nưa và đây sẽ là ba cái vùng gọi là tam giác phát triển ưu tiên ở khu vực triệu sơn Thế là khi mà mọi người tìm hiểu đầu tư ấy, mọi người có thể về các khu vực mà được đô thị hóa nhanh như này, bởi vì các cái tiện ích xung quanh có rồi thì sau khi mà người dân họ muốn chuyển dịch về khu vực uh, Triệu Sơn ấy thì họ sẽ ưu tiên các khu vực nào mà hiện hữu và các khu vực nào mà có những cái tiện ích để phục vụ cho nhu cầu ăn uống này, cho các cái nhu cầu sinh sống ở khu vực này. Thế đồng thấy rằng ba khu vực này sẽ được ưu tiên và khoanh vùng tập trung ở các khu vực như là Triệu Sơn. Thế mọi người có thể tìm hiểu và xíu long sẽ chia sẻ cho mọi người về mặt bằng giá của các cái khu vực đô thị này, giá giá bất động sản sẽ dao động ra sao và phù hợp với những nhà đầu tư nào và khu vực triệu sơn đấy có một cái thì long thấy rất là hay đó chính là về triệu sơn thì không có một cái khu công nghiệp nào chính thức tuy nhiên rằng khu vực triệu sơn ấy thì lại được hưởng lợi từ hai khu công nghiệp rất là lớn của khu vực thanh hóa thứ nhất là khu công nghiệp lam sơn sao vàng ở khu vực trên này lam sơn sao vàng là một khu công nghiệp mà gần sân bay với quy mô là một trong những khu công nghiệp lớn nhất của cả khu vực tỉnh thanh hóa khu công nghiệp này thì quy mô mở rộng từ giờ đến 2030 là dao động khoảng tầm 654 ha thì khu công nghiệp lam sơn sao vàng thì ngay sát khu vực triệu sơn Thế nên một vài các nhà đầu tư nào muốn tìm hiểu đầu tư các khu vực mà ven Lam Sơn sao vàng mình có thể cùng nghiên cứu khu vực uh, Triệu Sơn để mình làm sao mà có nhiều góc nhìn hơn và có nhiều cái hướng đi đầu tư đô thị đầu tư ven các khu công nghiệp và có một khu nghiệp vừa rồi được phê duyệt uh, quy hoạch và được tài trợ kinh phí lập quy hoạch ấy. đó chính là khu công nghiệp khu công nghiệp phía tây của thành phố Thanh Hóa thì nó lại làm một phần nhỏ lại thuộc về khu vực Triệu Sơn Thế nên là nhiều thời gian vừa rồi ấy, có nhiều anh chị sẵn sàng về khu vực Triệu Sơn để săn các quỹ, đất hoặc săn các bất động sản nào ven khu công nghiệp uh, khu khu công nghiệp và khu đô thị thành phố Thanh Hóa bởi vì quy mô của khu công nghiệp khu đô thị này dao động khoảng tầm 650 ha và đang được gọi là tập đoàn của Nhật Bản rót vốn về lập quy hoạch. Thế mọi người hình dung là thời điểm này nếu mình đầu tư ven cái khu công nghiệp này thì nó khác gì là mình đang đầu tư trong cái giai đoạn gọi là có những cái sóng thông tin, có nghĩa là khu công nghiệp này với cái tầm nhìn mình đầu tư trong giai đoạn gọi là mới lập quy hoạch và trong khi sau khi mà cái giai đoạn đó là thực hiện thi công và khi mà hiện hữu rồi thời điểm đấy thì mình để một cái thời gian đủ lâu ấy để cho mọi thứ hiện hữu ấy thì long thấy rằng đây là một chiến lược rất là hay nếu cho nhà đầu tư nào muốn đầu tư với, cái tiêu chí là đầu tư dài hạn và một vài các cụm công nghiệp ấy các cụm công nghiệp ở trong triệu sơn ấy thì sẽ bao quanh ở trong huyện triệu sơn sẽ gồm đâu đó là khoảng tầm hơn 300 trăm hecta làm về các cái cụm công nghiệp nhỏ chia làm nhiều các cái cụm nhỏ thì long sẽ liệt kê cho mọi người để mà sao mọi người nắm được và mọi người sẽ tự tìm hiểu làm sao mà các cụm công nghiệp này đang trong cái giai đoạn nào đang trong giai đoạn gọi thi công rồi hay là đang trong cái giai đoạn gọi là mới phê duyệt kế hoạch thôi để chúng ta cân được cái thời gian để chúng ta vào, vào vào ra thị trường một cách hợp lý hiện tại thì với quy mô khoảng tầm hơn 300 trăm làm với các cái cụm công nghiệp nhỏ thứ nhất là các cụm công nghiệp liên xã dân lý này dân lực dân quyền này và các cụm công nghiệp nưa này hay là các cụm công nghiệp hợp thắng này cụm công nghiệp đồng thắng một đồng thắng hai và cụm công nghiệp Thỏ Ngọc và cụm công nghiệp Làng ngày Xuân Lộc với quy mô dao động khoảng tầm từ 20 cho đến khoảng tầm 70 ha thì chúng ta có thể đánh theo cái hướng là đầu tư ven các cụm công nghiệp và một điều rất là lưu ý đấy mọi người hãy xem xem là cái giai đoạn của cụm công nghiệp đang trong cái tiến độ giai đoạn mấy thì uh, để mọi người vào ra thị trường một cách hợp lý về cái mặt bằng giá của khu vực uh, triệu sơn nhé <laughs> về cái mặt bằng giá của khu, của khu vực triệu sơn ấy thì uh, Long có khảo sát và tìm hiểu ấy thì mặt bằng giá những quỹ đất trong khu vực liên thôn liên xã các mặt đường nhỏ ngõ ấy, thì sẽ dao động khoảng tầm từ 1 cho đến 4 triệu mét vuông thì nó sẽ có đa bởi vì mọi người nhìn vào bản đồ quy hoạch của triệu sơn mọi người thấy là các quỹ đất hay là người dân phân bổ sẽ không được đồng đều quỹ đất ruộng xung quanh các khu dân cư thế nên là mặt bằng chung sẽ ra động khoảng tầm từ 1 trên bốn triệu một mét vuông còn các cái mặt đường quốc lộ ấy, giả sử như đường tỉnh lộ 506 hay đường nghi sơn sao vàng đường lối từ cảng biển lên sân bay ấy, gần như các được con đường trục chính của triệu sơn ấy, thì sẽ dao động khoảng tầm từ 6 cho đến khoảng tầm 12 triệu tùy theo diện tích bởi vì đa số là các cái mặt đường quốc lộ thì diện tích nó sẽ to Thế nên là chúng ta có thể là tìm hiểu một vài các quỹ đất ở mặt đường quốc lộ để sau này chúng ta có thể kinh doanh khai thác dòng tiền thì tốt. Và các khu vực ở trong thị trấn ấy, ở thị trấn các khu vực ở vùng đô thị ấy, thì giá bất động sản nó sẽ dao động đâu đó khoảng tầm từ 5 triệu. 5 triệu trở lên nhé những cái bất động sản nào săn được tốt ven các khu vực trung vùng trung tâm sẽ trên 5 triệu còn các cái dự án trong khu vực gọi là trung tâm ấy, thị trấn ấy, thì sẽ ra động khoảng tầm từ 10 cho đến 15 triệu mét vuông có những vị trí đẹp thì ra động khoảng tầm 17 đến 18 triệu một mét vuông là chuyện bình thường bởi vì các cái dự án thì đa số sẽ đồng bộ với cơ sở à tầng rồi và tiện ích gần như đã đầy đủ hết rồi thế nên là đây là mặt bằng giá long muốn chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư nếu mình muốn tìm hiểu các vị đất dân có ít đất nhỏ ấy, thì tài chính sẽ dao động khoảng tầm từ 200 cho đến khoảng tầm 500 triệu mình về tìm hiểu bất động sản của người dân còn với những cái trục đường quốc lộ thì dao động khoảng tầm trung bình một tỷ còn các cái khu vực mà vùng trung tâm ấy thì dao động khoảng tầm từ 1 tỷ cho đến 1 tỷ rưỡi để mình về tìm hiểu các dự án và tìm hiểu các cái vùng trung tâm ven các khu khu vực có tiện ích. Và điều cuối cùng Long muốn chia sẻ cho mọi người có hai ba cái hướng đi cho nhà đầu tư để mình lựa chọn đánh ở khu vực Triệu Sơn. Thứ nhất là đầu tư ven cái vùng đô thị. Đây sẽ là cái vùng mà Long thấy là ưu tiên bởi vì người dân ở Triệu Sơn cá nhân Long thấy là rất là giàu nhá. Người dân ở trung tâm thị trấn Triệu Triệu Sơn đa số là rất là giàu và khá giả. Thế là mình có thể đầu tư trong vùng đó để sau này mình thanh khoản đó chính là dân ở khu vực này. Và thứ hai là các khu vực đầu tư ven các được trục đường quốc lộ của khu vực triệu sơn và thứ hai là đầu tư ven các cái cụm công nghiệp và các khu công nghiệp ở triệu sơn đây là ba hướng đi cho nhà đầu tư để làm sao nhà đầu tư có thật nhiều góc nhìn về bất động sản khu vực huyện triệu sơn